bấm nút lộn tắt nguồn luôn, dữ thiệt chứ. Xong luôn, hồi nãy giờ mình nói chuyện là nhà mình nhờ trước rồi, thấy không? Rõ chưa? À, nhà mình đây cam thì nó hơi mờ nha. Ê, thử mình chuyển qua. Ừ, mình chơi thử cái này thôi. Bây giờ mình chơi, mình làm cái này.